Chào mọi người, hôm nay mình lại lên cây nhãn để mình thăm các cái gốc dài hạt thời gian trước mình ghép á. Thì hôm nay nó như thế nào thì thấy cũng tương đối là khả quan nha các bạn. Đây, như một số cái mầm này nó bắt đầu dài hơn rồi đấy, nó tầm khoảng như cái mầm này được khoảng 10 phân rồi nè. Cái mầm này thì để được một cái kiếng này. Đấy. À, đây một kiếng là hai nè, đây một kiếng là ba nè, đấy. Còn cái dê này được khoảng 20 phân rồi, này các bạn xem dễ thương không? Đấy, rễ nó bắt đầu bám vào cây nhãn rồi các bạn thấy không? Đây nè, đó. Còn đây thì cũng vậy, lên được khoảng 10 phân rồi, rễ bắt đầu ra rồi. Còn các cái dê trên này cũng bắt đầu ổn định rồi nè các bạn, cứng cáp, rễ ổn định hết rồi, bám hết vào thân cây rồi. Mầm đây cũng vậy, mầm này cái này để được hai mầm luôn, mầm này cũng khá dài, nói chung là tương đối là xanh tốt rồi đấy. Các cái mầm này cũng rất là khả quan này. Cho nên các bạn lưu ý là dạ hạt chúng ta thường là chúng ta trồng vào mùa khô thì nó tốt hơn là trồng vào mùa mưa đó. Tại vì mùa khô là bắt đầu cái thời điểm cây nó đâm chồi và đâm rễ, thì chúng ta trồng lúc đó nó bắt cây nó phát triển thuận lợi hơn. Còn thực tế là cái mùa mưa thì nếu mà đã ra đang ra lá non rồi thì cây nó hơi mất sức một chút, tuy nhiên thì vẫn trồng được bình thường. Có điều nếu mà được lựa chọn thì chúng ta chọn mùa khô thì thuận lợi hơn, nhưng mà nhiều khi chờ đến mùa khô là chả có cây nên thôi thì gặp mùa nào chúng ta trồng mùa đó vậy. Các bạn thấy không? Hy vọng từ giờ đến cuối năm có những cái mầm dài hơn, thấy không? Đây. Đây, mình coi cái mặt sau nha. Mặt sau đây cũng ra rồi nha các bạn. Nhìn cứ tưởng là không có, đây nè, đây, một mầm nè. Hai mầm nè. Còn cái này thì là đây, đây mầm này nè, hầu như tỷ lệ sống đạt 100% các bạn, mình không thấy một cái gốc nào bị chết cả. Đây. Mà mình khẳng định với các bạn là tỷ lệ trồng của mình sống 100%. Đấy. Rồi, vậy là mùa này mình sẽ tiếp tục gieo ươm trên cây nhãn này tiếp. Mọi người chúc mình thành công đi nha.